Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin cung cấp đến các bạn thông tin về tuần tham vấn du học Singapore tại trường Curtin. Các bạn sẽ được tiết kiệm 40% học phí và nhận bằng cấp của Úc có giá trị trên toàn thế giới, được học tập tại một trong những thành phố phát triển trên thế giới và được tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng cao. Việc lựa chọn trường Curtin tại Singapore là điểm khởi đầu của cái chuyến hành trình của bạn. Bạn sẽ được học tập tại đại học có cơ sở vật chất hiện đại, giảng viên giàu kiến thức và kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tiên tiến mang lại tính ứng dụng cao và liên kết chặt chẽ với các ngành nghề thực tiễn. Khu học xá tại Curtin Singapore thì nằm ngay cạnh khu trung tâm thương mại Singapore, một trong những trung tâm kinh tế lớn ở châu Á. Và chương trình học của nhà trường mở rộng cho các bạn cơ hội phát triển sự nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Và trường Curtin Singapore là phân viện của trường Đại học Curtin Úc, đặt tại Singapore. Các chương trình học của Singapore thì cũng đồng nhất với chương trình học của trường Đại học Curtin tại Úc. Mỗi năm thì trường có 4 kỳ khai giảng chính, rơi vào các tháng như là tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Và những bạn sinh viên nào chuẩn bị cho kỳ nhập tháng 11 của trường thì hãy tranh thủ chuẩn bị hồ sơ để có thể xin xét học bổng của trường từ bậc cao đẳng, đại học cho tới thạc sĩ nhé. Và để nhận được những suất học bổng này thì các bạn hãy đăng ký tham gia ngay tuần tham vấn du học Singapore trường Curtin để tiết kiệm được 40% học phí cũng như nhận được bằng cấp có giá trị quốc tế. Thời gian diễn ra tuần tham vấn là từ thứ 2 cho tới thứ 6, ngày 14 tháng 8 năm 2017 cho tới ngày 18 tháng 8 năm 2017. Thời gian buổi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ và buổi chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm diễn ra tuần tham vấn là tại văn phòng công ty du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Đăng ký tham dự tuần tham vấn thì các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại của Tân Đại Dương, đó là 028 3848 4879 hoặc là 028 3838 2080. Vì số lượng học bổng có hạn nên sẽ ưu tiên cho những bạn nào đăng ký hồ sơ xét tuyển trong cái tuần tham vấn này. Các bạn hãy nhanh chân lên nhé. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu với các bạn một số chuyên ngành đào tạo tại trường Curtin Singapore. Đối với chương trình cử nhân thì trường đào tạo các chuyên ngành như là kế toán, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng, marketing. Ngoài ra trường còn có chương trình đào tạo cử nhân bằng kép với các chuyên ngành như là kế toán tài chính ngân hàng, tài chính marketing, quản lý, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, marketing, quảng cáo. Ngoài ra trường còn đào tạo chương trình thạc sĩ với các chuyên ngành như là thạc sĩ về kinh doanh quốc tế, thạc sĩ về hậu cần logistics, thạc sĩ về quản trị dự án, thạc sĩ về quản trị kinh doanh toàn cầu. Và đặc biệt thì các bạn cũng có thể truy cập vào fanpage của công ty Tân Đại Dương, đó là Du học Tân Đại Dương, để có thể dễ dàng cập nhật những thông tin mới nhất hoặc là những chính sách học bổng cũng như chương trình học của các trường tại Singapore. Và Tân Đại Dương thì hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore tại Việt Nam. Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường cũng như yêu cầu học bổng thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Ở quận Nhất là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 028 3848 4879. Ở quận Nam là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận Nam. Số điện thoại là 028 3838 2080. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội.